骄半天，派对半天，开心顷刻接送，回头便知，随便说话快乐笑笑，踏进家里一秒开始，能回家就让心花开遍，在你两边，与你每天，家中那些温暖，从来都。Vy Vy à, mua nhiều đồ vậy? Toàn bộ là mua cho anh đó. Mua cho anh hả? Tuần sau là anh đi đảo Ách Lý Ngô. Em đã thăm dò, thời tiết ở đó ngày đêm rất là lạnh. Cho nên á, em đã mua cho anh đồ lót và quần áo giữ ấm rồi nè. Còn nữa nha, lúc mà anh ngồi máy bay nhất định rất là khô khan. Cho nên em đã mua cho anh mặt nạ dưỡng ẩm và xịt khóa để lên máy bay. Đợi chút đã, nếu thời tiết lạnh chắc là không có mũi đâu. Thời tiết ngày đêm ở đó rất là lạnh, nhưng buổi trưa thì sẽ nóng. Nóng thì rất dễ có mũi, em không muốn anh bị mũi chích đâu. Nhưng mà quan trọng nhất là tờ danh sách này. Nè, nhìn theo nó để sắp xếp hành lý. Những đồ đạc du khách cấm mang theo. Toàn là những thứ cấm mang theo ở nơi đó, không thể nhập cảnh. Cho nên anh nhất định phải cẩn thận, không thì sẽ giống như em lần trước, tự nhiên mang theo trái cam lại phiền phức. Anh biết rồi, Tiểu Liên. Thực ra anh Toàn là ở trong bệnh viện thôi mà, em không cần phải quá lo lắng. Cũng phải ha. Tiểu Liên à. Thật ra thì anh chỉ đi có 2 ngày. Qua 2 ngày này, tụi mình có một tương lai tốt đẹp rồi. Quy Quy à, thật là anh không hối hận chứ. Trên đời này rất nhanh sẽ có thêm một người đời sau của anh, mà anh lại không thể có bất cứ quan hệ gì với nó nữa. Từ sớm chúng ta đã quyết định rồi mà. Dù khó đi, con đường có chông gai thì chúng ta nhất định phải tiếp tục, được không? Ok. Tiểu Liên à, ừ? Lát nữa anh có thể chụp em vài tấm hình không? Để anh có thể... Chụp hình? Anh sợ là mấy tạp chí mà bệnh viện đưa cho anh sẽ không dự ý, không hứng thú hả? Tạp chí gì hả? Em nghĩ đi đâu vậy hả? Anh tính là chụp hình em để anh lấy ra mỗi khi nhớ em thôi. Ngu như heo à. Cái gì? Nè 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 nè, tôi có một tin rất là nóng đó nha. Tư đồ độc cô Minh Châu muốn sinh con đó. Nhất Nhất gì sao vậy? Sao cô biết vậy? Cô cũng biết hả? Nè nè, sao mà biết không quan trọng. Quan trọng nhất là tôi muốn biết làm sao cô có thể sinh con. Cô cũng biết, cô không còn trẻ mà. Phải đó, mà cô còn bị bệnh nữa, không phải là bệnh ăn y sao? Có khả năng cổ đem trứng đi trữ đông rồi. Chuyện này cũng bình thường thôi, nhưng chúng ta ai cũng làm vậy mà. Nhưng mà đáng nói hơn chính là trước đây cổ đã tổ chức cuộc thi tuyển khắp nơi tìm kiếm người đàn ông xuất sắc nhất Hồng Kông, sau đó còn phải đi nước ngoài để tìm người đẻ mướn nữa. Vậy người mà cổ chọn ra không phải rất tuyệt sao? Có phải là vừa đẹp trai vừa bự con không? Về chuyện này thì tôi vẫn chưa hóng được tin gì, nhưng giấy làm sao gói được lửa, trước sau gì tôi cũng sẽ biết thôi mà. Cũng phải ha. Người này dù sao cũng là ba của đứa trẻ, Minh Châu không thể nào đối xử tệ đâu. Đâu chỉ sẽ không đối xử tệ thôi đâu, nghe đồn là còn cho anh ta nữa công ty luôn đó nha. Cho nên sau này ai là người tiếp nhận công ty của cổ thì chính là người đàn ông đó. Đàn ông con trai sao lại bán đứng bản thân chứ? Tôi thật là muốn biết rốt cuộc hình dáng anh ta ra sao. Thì giống như là trai bao vậy đó, thù lao nhiều như vậy. Tôi thật không tin, nói không chừng còn bị cô đánh vào mông tên nở luôn. Đúng rồi bà Tám, cô không biết gì thì đừng có mà nói bậy bạ. Thật là thấy mặt cô là khó ghét. Bị sao vậy trời? Bình thường miệng cổ còn thúi hơn tụi mình nữa mà. Đàn ông con trai sao lại bán đứng bản thân chứ? Cho nên sau này ai là người tiếp nhận công ty của cổ thì chính là người đàn ông đó. Anh ta sẽ trở thành trò cười cho xã hội thượng lưu. Chào mọi người, tôi là chủ tịch mới của tập đoàn Tư Đồ Độc Cô, Tống Thụy Quy. Thì ra là cậu. Không phải anh muốn biết ai chính là trai bao lừa đảo chức chủ tịch sao hả? Là cậu ta đó. Cậu thì quay lắm, lên chức nhanh như vậy, đúng là tài giỏi mà. Phải đó, chúng tôi dựa vào thực lực chịu cường tới đây, bây giờ mới có được địa vị này, thảm quá đó. À, trời ơi, nè, nhìn cậu ta kìa. Đương nhiên cậu ta phải làm thật rồi. Ý, xem cậu ta nở nang chưa kìa. Thật ngại quá, tôi nhớ tôi có một số việc đó. Tôi đi trước. Nè, sao mà đi nhanh quá vậy? Quy Quy,
Có chuyện gì xảy ra vậy hả? Cả đời của anh chưa từng chịu qua nỗi nhục lớn như vậy. Nhưng mà không sao đâu, chỉ cần chúng ta có thể bên nhau thì anh sẽ ổn mà. Không được rồi, mình không thể để Quy Quy tiếp tục hy sinh vì mình nữa. Anh Quy. Hai. Cici. Ông Long lớn chào ông. Sao chứ, có tiếc một với Cindy hả? Phải đó, chúng tôi dự định đi uống trà chiều, nhưng mà cô lại nói muốn qua đây chào hỏi với anh. Cici. Terry có vấn đề gì vậy hả? Không phải, bởi vì tối qua lúc tôi xem tàu tổng truyện đó, thấy được một diễn viên rất là giống Terry nha. Nhưng mà người diễn viên đó chỉ thấy được bên cạnh và phía sau thôi, cho nên tôi không biết có phải là cậu ta không. Con lại đi đóng phim sao? Con đâu có đâu ba. Không phải đâu, Cici tinh mắt vậy sao lại nhìn lầm được chứ. Phải đó, tôi nhớ vai diễn có tên là đội trưởng. Nhất định là con rồi, con thích nhất là đóng mấy cái vai diễn không giống ai mà. Nhất định là phim cũ rồi, con không có đóng phim đâu. Ba không tin hỏi chị hai. Vậy rồi đó ba, nó đã không làm diễn viên lâu rồi mà. Cici à, bây giờ nó phụ giúp tôi ở công ty mà. Con đúng là không được rồi. Con biết ba con ghét nhất người khác gạt ổng, và ghét nhất là con đi đóng phim mà. Đương nhiên là không rồi. Vì nhiều chuyện quá. Không có là tốt rồi. Phải đó, vậy không có là được rồi. Bởi vì diễn xuất của diễn viên đó is not good. Hắn thật là lãng phí thời gian trong giới giải trí. Tôi không nói với mấy người nữa, chúng ta đi uống trà chiều đây. Được, vậy được, nha. Được. Bye bye. Bye bye. Bye bye, bye bye, đi uống trà chiều. Con đó, thật là không có đóng phim mới được đó. Nếu như để ba biết con vẫn đóng phim, ba nhất định sẽ cho con qua cáp nhĩ tân. Sau đó đừng hòng quay về. Ba yên tâm đi, con sẽ dòm chừng em trai mà. Ba phải đi trả lời điện thoại cái đó. Đi trước đi. Bye bye ba. Bye bye ba. Cái người ba này, hãy mà không giữ ý ai là đuổi người ta qua cáp nhĩ tân. Mùa đông ở đó băng tuyết đầy đường lạnh lắm á. Em sợ lắm sao? Em yên tâm đi, chị đi cũng không tới lượt em đi đâu. Tại sao vậy? Lẽ nào chị tính không nghe lời ba nữa hả? Chị lại tính làm gì vậy? Nếu mà chị đi cáp nhĩ tân rồi chỉ còn em với cậu, tới lúc đó dì Cindy cùng dì Melody nhất định ức hiếp tụi em. Em nói rất đúng, mình không thể không chuẩn bị gì hết mà bỏ rơi họ được. Cô Long. Phòng luật sư Hà Tạng. Cậu muốn tìm luật sư hả? Tìm cậu được rồi mà, sao lại phải tốn tiền vô như vậy? Còn nữa nha, sao chị giúp em và cậu nghỉ phép một tuần lễ vậy? Bởi vì một tuần tới đây, hai người sẽ đi làm ở đây. Đi làm. Chú Hà là ông chủ ở đây, ổng sắp phải nghỉ hưu rồi, cho nên con muốn mua lại văn phòng luật sư này cho cậu. Con mua cho cậu hả? Con đặt cọc xong rồi đó. Nè, cậu ở đây làm một tuần trước đã. Nếu như không có vấn đề gì thì cả văn phòng luật sư con sẽ mua cho cậu. Sao lại cho cậu món quà lớn quá vậy? Cậu là người thân nhất của con mà, đương nhiên con muốn cậu có sự nghiệp riêng, làm việc vui vẻ đó. Chị hai, chị đúng là hiếu thảo nha. Đâu chỉ có vậy, con rất là đáng yêu đó. Phải không? Lần này quá tốt rồi, cuối cùng cậu có thể là ông chủ rồi. Khi con về tới công ty, đừng vội đi nói cho người khác biết nha. Biết rồi. Con đợi đến khi chỗ này chính thức trở thành phòng luật sư Ngô Gia Thông thì con mới. Cậu sẽ làm lễ khai mạc thật long trọng, gọi hết mọi người tới đây. Lúc đó cậu có thể ra quay cho người ta xem rồi. Cậu à, cậu thật là quay mà. Nè, vô đây đi, con dẫn hai người đi dạo. Toàn bộ đồng nghiệp ở đây rất có kinh nghiệm, họ sẽ theo vụ án mà họ đang cầm trên tay. Nè, vậy cậu phải làm gì? Đương nhiên cậu phải tiếp nhận mấy vụ của chú Hà rồi, thời gian còn lại thì quản lý công ty ha. Chị hai à, em không phải luật sư, vậy em tới làm gì vậy? Đương nhiên em làm trợ lý của cậu rồi còn gì. Khi mà cậu ra tòa phải có người theo sách hành lý rồi sắp xếp hồ sơ. Em yên tâm đi, về mặt văn thư, chị hai sẽ giúp một tay tìm thư ký. Vậy thì cũng làm những việc giống ở Tiếp Long thôi. Nè, nhưng mà em có thể đi thay nước, thay giấy cho máy in nữa. Em biết hết mà, chỉnh sửa máy tính em cũng biết luôn á. Giỏi lắm đó em trai. Sau này em sẽ theo cậu, cùng nhau xây dựng tốt phòng luật sư này, làm cho tốt đó. Liên à, cậu sẽ không phụ lòng tốt của con cho cậu đâu. Lần này cậu nhất định sẽ nỗ lực mà làm. Lần này nhất định được. Cố lên nha cậu. Anh em đồng nghiệp, tối nay ông chủ sẽ mời mọi người, tôi sẽ mời ăn. Cảm ơn ông chủ. Hãy khoan đã, mình có phải đang nằm mơ không? Terry. Đau đó, không phải nằm mơ đâu. Mấy ngày nay coi như đã trải đường tốt cho cậu đi rồi. Vào đi. Đại tiểu thư, cô tìm tôi hả? Dự án đó tôi còn thiếu một vài thứ. Nhật Thủy à, ngồi đi.
Tôi không phải hối cô giao việc. Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô. Kể từ sau khi Mandy ra đi, cô chính là người đắc lực nhất toàn công ty giúp được tôi. Tôi biết cô trung thành, cho nên tôi có thứ này muốn tặng cho cô. Túi sách Chanel. Cảm ơn đại tiểu thư. Vậy có phải tôi nên lựa một cái trong đó không? Toàn bộ là của cô hết đó. Toàn bộ? Còn rất mới đó. Có vài cái còn là mùa này nữa. Cô muốn cho tôi hết sao? Cô lấy hết đi đi. Dù sao tôi cũng không mang đi được nhiều như vậy. Đại tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy? Sau này cô sẽ biết thôi mà. Vậy cảm ơn đại tiểu thư. Đại tiểu thư, có phải cô có nhiệm vụ gì đặc biệt còn chưa nói cho tôi biết không? Không có nhiệm vụ gì. Cô sao vậy hả? Tôi tặng quà cho cô không được sao? Nhất định phải có nhiệm vụ cho cô làm mới có quà cho cô hả? Cô xem tôi như vậy sao? Đương nhiên là không phải. Tôi không có ý đó đại tiểu thư. Vậy cảm ơn đại tiểu thư. Sau này tôi không ở đây thì không ai bảo vệ cô nữa đâu. Cô làm gì cũng phải cẩn thận đó, biết không hả? Đại tiểu thư sao lại nói những lời giống như là căn dặn chuyện hậu sự vậy? Không lẽ cô tính là sau khi kết hôn chuyên tâm làm bà nội trợ, không làm nữ cường nhân nữa sao? Cứ cho là như vậy đi. Lấy hết túi sách ra ngoài làm việc. Sẵn tiện gọi chị Quần vào đây cho tôi. Dạ. Sao hả em trai? Chị hai, cứu em với. Chị mau tới đây đi. Em sợ lời cậu nghĩ không thông đâu. Chuyện gì vậy? Cô Long, chào mừng cô đến tham gia tiệc chia tay của Kissy. Chia tay? Ừ. Em trai, qua đây. Cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Liên, bình tĩnh đi, bình tĩnh đi. Là cậu nói Terry lừa con qua đây. Nếu không thì con làm sao tới đây được chứ? Cậu, con nói là chị hai không hứng thú với lễ tiệc rồi mà. Không phải là vấn đề con không hứng thú tham gia lễ tiệc, mà con muốn biết hai người các người đang làm cái gì. Hôm nay là ngày tốt để cậu rời khỏi văn phòng luật này đó. Mọi người vui như vậy, cái cậu làm tiệc chia tay, cậu không cho phép con nổi giận làm mất không khí ở đây đâu nha. 3 ngày trước cậu nói là rất vui có thể làm ông chủ ở đây, hứa với con sẽ làm tốt công việc, sau này không cần xem sắc mặt của người khác. Chỉ 3 ngày cậu lại ở đây làm tiệc chia tay hả? Hả? Con nhỏ tiếng đi. Trước đây cậu thật sự không biết, thì ra là ông chủ là phiền phức như vậy đâu. Cậu vẫn thấy thích xem sắc mặt của người khác, làm việc thoải mái hơn nhiều. Cậu! Nè, thì ra làm ông chủ nguy cơ cao lắm, rất dễ sai lầm. Lại thêm trợ lý này của cậu bị dở hơi đó, không thể nào tin được đâu. Phải đó chị hai, em thật sự dở hơi lắm. Quên nhắc cho cậu là có 2 vụ phải ra tòa. Cậu để quên rất nhiều hồ sơ khiến cho quan tòa chửi cậu. Còn nữa nha, có rất nhiều khách hàng gọi điện cho chú Hà khiếu nại cậu nữa. Thật ra, không phải cậu cố ý không làm việc. Có ngày thì cậu nghỉ nguyên ngày, có ngày thì cậu làm nửa ngày. Trước đây ở công ty lớn không có được tự do như vậy đâu. Công ty này biết chuyện của cậu, nếu cậu làm việc thêm nhất định sẽ không cho cậu nghỉ phép. Nào ngờ ở đây lại tự do tới vậy. Cậu còn quên phát lương cho nhân viên nữa kìa. Quên phát lương cho nhân viên là phạm pháp đó cậu ạ. Cũng may kế toán thấy không ổn nên mới nhắc cậu phát lương. Nhưng mà cậu ký sai chi phiếu, làm cho 2 nhân viên nhận được lương gấp đôi luôn đó chị hai. Chính là 2 người đang cười nói vui vẻ bên góc kia kìa. Mấy thứ này là tiền vui vẻ mà, kệ đi. Tóm lại cậu cảm thấy bản thân mình thích hợp làm công thôi hả? Là ông chủ không hề thích hợp với cậu. Cậu nè, cậu đừng làm vậy mà. Chỉ là đặt cọc thôi, còn chưa thanh toán hết mà. Cậu cứ xem như là tiền đặt cọc mấy ngày để cậu cảm nhận mùi vị là ông chủ đi ha. Cậu cảm thấy là cậu cần có mái che thì mới có thể sinh tồn được. Con không thể chăm sóc cậu cả đời đâu. Còn em nữa em trai, 2 người nếu không có con, 2 người sẽ ra sao? Chị hai, sao mấy ngày nay chị nói chuyện kỳ lạ quá vậy? Giống như dặn dò chuyện hậu sự vậy. Chị hai con đó chỉ là lo lắng sau này lấy chồng rồi nhà bà hai bà ba sẽ ức hiếp chúng ta, sao được chứ? Chúng ta có hậu thuẫn rất lớn như thương tâm tiểu sạn mà, giúp đỡ cho chúng ta, sao chúng ta phải sợ chứ? Cho nên chị hai, nếu mà gả cho nhà họ Thương, chúng ta sẽ rất an toàn. Đương nhiên rồi. Nè, hôm nay cậu là nhân vật chính cắt bánh kem. Thổi đầy cây nữa. Bộ sẽ nhận sao? Cậu cắt đi. Được rồi, con cắt cho. Nhóc Philip lát nữa mà nhìn thấy em nhất định sẽ rất ngạc nhiên. Nếu để nó biết lát nữa được đi ăn buffet, tụi mình lại đã mua mấy chơi game mà nó muốn mua cho nó chơi, nó còn ngạc nhiên hơn nữa. Mấy cái game đó mắc như vậy, em chịu hư nó rồi. Philip rất ngoan, sao chịu hư được chứ. Hơn nữa tuần sau anh bay đi 2 ngày, lúc nào nó cũng đeo anh mà. Em sợ nó không quen khi thiếu anh đó.
nên giờ cho nó chơi game rồi phân tâm đi một chút xíu cũng tốt. Tiểu Liên à, em thật là nghĩ chu đáo lắm. Ừ. Ê, nhóc Philip kìa. Ba. Ê Philip, mặt con bị sao vậy? Bị té hả? Hả? Rõ ràng là bị người ta đánh rồi. Ai ăn hiếp con vậy? Có phải thằng mập chết tiệt kia không? Không liên quan đến Quỳnh Kỷ An. Tụi con là bạn tốt của nhau. Là một thằng xấu xa khác hôm nay trong lúc nghỉ trưa muốn giật cây kẹo của con. Con không cho nên nó đánh con đó. Vậy con có nói cô giáo nghe không? Nó lúc nào cũng ăn hiếp bạn. Đã nói nhiều lần rồi. Hôm nay nó ăn hiếp mười mấy người luôn. Con chỉ là bị thương nhẹ nhất thôi. Vậy cũng được hả? Chính là nó đó, nó rất đáng sợ. Chúng ta mau đi thôi, bắt công nó lại đánh con nữa. Không cần sợ, ba đây nè, sẽ không cho ai đánh con nữa. Ba học nhỏ này, sao lại đánh con của chú? Con có biết đánh người này không đúng không? Con thích vậy đó, chú có gan thì đánh lại con đi. Kẻ xấu xa nhỏ như vậy, con mới thấy lần đầu tiên đó. Con có tin là cô gọi cảnh sát bắt con không? Không cần gọi cảnh sát, chú dắt con đi gặp hiệu trưởng. Thì ra là học trò Tống Phi Lập cũng bị học trò Trần Thiên Ân đánh sao? Học trò Trần, con có biết đánh người là không đúng không? Lập tức xin lỗi bạn học Tống Phi Lập ngay. Vô đi. Hiệu trưởng, xã công đã tới rồi. Bây giờ tôi dắt học trò Trần đi gặp xã công đi. Ừ, cũng được, các người đi đi. Hiệu trưởng Đàm, nó đánh người mà ông lại cho nó đi sao? Bà của Tống Phi Lập, xin đừng nóng giận. Xin cho tôi được phép giải thích. Ngồi đi. Ngồi đi. Vậy ông giải thích đi. Tôi xin nói thật nha, vết thương trên mặt tôi cũng là do hôm nay trong lúc dạy học trò Trần bị nó đánh bị thương. Ngay cả ông mà nó cũng đánh hả? Vậy ông nên báo cảnh sát hoặc gặp phụ huynh chứ. Sao ông làm hiệu trưởng được vậy? Ê, hiệu trưởng Đàm, tôi cảm thấy gia giáo của đứa nhỏ này rất có vấn đề. Tôi yêu cầu gặp mặt phụ huynh của nó ngay. Sao vậy ông sợ sao? Ba má nó ghê gớm lắm hả? Học trò Trần là trẻ mồ côi, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện. Đương nhiên tôi biết là nó có vấn đề rồi, nhưng mà tôi cũng có thể hiểu được nó từ nhỏ không có tình thương của cha mẹ, cho nên tư tưởng cô hơi kích động. Cho dù tôi mời bao nhiêu người chuyên nghiệp đến dạy dỗ nó thì hiệu quả cũng không được lớn. Tóm lại, đối với bạn nhỏ này mà nói, tình thương cha mẹ không gì thay thế được. Thì ra Trần Thiên Ân lại tội nghiệp như vậy. Vậy thôi đi, con không giận bạn ấy nữa. Học trò Tống Phi Lập, con rất có lòng thương người, rất là tốt. Ba ơi Linda, hai người cũng đừng giận bạn ấy nữa. Thật ra cũng do ba mẹ bạn ấy không tốt, không thể nuôi dạy thì đừng sinh bạn ấy ra. Hai người nói có phải không? Quy Quy, về rồi hả? Ừ. Ủa, Philip đâu? Không phải anh nói cho nó qua đây ngủ hay sao? Anh đã đưa nó qua nhà ngoại rồi. Tại sao chứ? Không phải chúng ta đã nói tối nay cùng xem phim rồi? Em còn làm xong bánh kem, tính là cùng xem phim. Anh có vài chuyện muốn bàn với em. Gì vậy hả? Anh có một quyết định muốn nói cho em biết. Trùng hợp vậy. Em cũng có chuyện muốn nói với anh. Nhưng mà anh nói trước đi. Hôm nay chúng ta ở trường không phải đã thấy bạn nhỏ đó sao? Ừ. Thực ra trước đây anh cũng biết giao dịch của anh và độc cô Minh Châu là sai. Anh tưởng là anh có thể thuyết phục bản thân, nhưng mà thật ra anh không thể nào. Sao anh có thể để cho một đứa nhỏ vừa chào đời lại không cha không mẹ? Dù có cho nó nhiều tiền cỡ nào, có thêm nhiều người chuyên nghiệp chăm sóc nó, cũng sẽ không bù đắp được những thiếu thốn khi nó trưởng thành. Anh không thể nào để đứa nhỏ bị như vậy được. Anh nói rất đúng. Nhưng mà anh thật sự không muốn phải mất em. Tiểu Liên, anh muốn hỏi em, nếu như anh không có tiền, em có bằng lòng cùng anh trải qua cuộc sống nghèo khổ không? Nhiều nhất thì chỉ có thể làm bà chủ của Hảo Ba Ba. Em có thể nào vì anh mà không lấy chắc kia không? Tiểu Liên, sao em lại cười? Em cười là bởi vì sao chúng ta có thể nghĩ giống y như nhau? Lúc nãy em muốn nói với anh một chuyện cho anh nghe, là bởi vì em đã quyết định, em cũng rất muốn vì cuộc đời em mà buông thả một lần. Lại đây, đi theo em. Anh Quy à, sao hôm nay Linda không đến hay là lo hẹn hò đó?
Phải đó. Nếu phải cũng bình thường thôi, nó cũng sắp đám cưới rồi. Người bên nhà trai gặp mặt không có xuể đâu. Vậy dài có được tính là nữ sanh ngoại tộc không chứ? Không phải tối nay Liên nó đã hẹn lương rồi sao? Tôi thôi là không biết gì hết. Nó chỉ nói là có việc bận không tới được thôi. Linda, ba, sao con lại mặc khăn trải bàn lên người kỳ lạ vậy? Liên à, con đứng đó làm gì? Qua đây ngồi xuống ăn cơm đi. Ba, hôm nay con tới đây không phải để ăn cơm. Hôm nay con tới là muốn nói với ba, con sẽ không kết hôn với Jackie. Bởi vì con đã có người yêu rồi. Con nói cái gì chứ? Ông lòng lớn. Ba, Tống Thị Huy chính là bạn trai con. Con hy vọng ba có thể tán thành tụi con.